những thời gian thật thư giãn thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên hãy ủng hộ bằng cách đăng ký kênh cũng như ấn vào quả chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức nào. Còn bây giờ, hãy quay lại với những thông tin hot nhất trong ngày. Trước nhân gọi Lương Mỹ Kỳ là thằng, Trường Giang lập tức chỉnh sửa. Nam ca sĩ vẫn dùng cái tên cũ của người đẹp để gọi ngay trên sóng truyền hình khiến mọi người phải nhắc nhở. Mới đây nhất, hội bạn thân của Trấn Thành bao gồm Trúc Nhân, Ali Hoàng Dương, Quang Trung đã cùng xuất hiện trong chương trình Giọng Ấy Giọng Ai. Thông thường, mỗi tập của game show đều mang lại tiếng cười cho khán giả vì những màn tranh cãi. Nhưng lần này lại càng giải trí hơn với nhóm cá ngựa vì ai cũng miệng mồm rất khéo léo, hài hước. Mọi người còn rủ rê nhau mặc trang phục đồng điệu, quần đen và áo họa tiết sặc sỡ. Trường Giang, Chỉnh Lân, Trúc Nhân xuyên suốt chương trình không chỉ có những màn tranh cãi tìm ra thí sinh hát tốt nhất, mà cũng có thêm các chi tiết chặt nhau cũng khiến người xem chú ý. Cụ thể, trong phần giới thiệu thí sinh thì có sự xuất hiện của Lương Mỹ Kỳ, cô đóng vai người đi mua hàng ở clip ngắn hỗ trợ. Ngay lúc này, Trúc Nhân tự tin gọi tên trên sóng truyền hình, thằng Kiên kìa, thằng Kiên phải không? Nghe được câu nói này, mọi người cũng gật đầu đúng là Kiên, nhưng Trường Giang chỉnh sửa ngay, người ta bây giờ đổi tên là Mỹ Kỳ rồi. Người đẹp nhập vai khá tròn trịa và tự nhiên. Mười khó nhắc nhở cậu em ngay khi nghe gọi tên cũ trước khi chuyển giới của Lương Mỹ Kỳ. Ali Hoàng Dương, Quang Trung gọi Trấn Thành bằng mẹ, vốn dĩ là các đồng nghiệp thân thiết chơi chung với nhau ngoài đời thật và không bao giờ nhường nhịn các mảng miếng hài, nên khi xuất hiện chung game show thì các ca sĩ tranh đấu kịch liệt đến mức ông xã Nhã Phương phải thốt lên: hôm nay sao giống chợ bài chiểu vậy. Ngoài ra, Quang Trung và Ali còn nhiệt tình xưng hô Trấn Thành bằng mẹ khi mách tội Trúc Nhân, mẹ coi chỉ kìa. Nam MC cũng hồi đáp: con bớt chợ búa đi. Cách gọi tên thân mật này khiến khán giả khá ngỡ ngàng, không hiểu vì sao ông xã Harry Won lại có những người con lầy đến mức này. Trấn Thành bình thường nói khá nhiều, nhưng tập này còn có thêm nhiệm vụ kiềm chế các đồng nghiệp. Nhóm cá ngựa khá tung hứng trên sân khấu. Dù biết rằng nam ca sĩ gọi như thế là vô tình hoặc đã quen với cách xưng hô từ trước đến nay dành cho Lương Mỹ Kỳ, tuy nhiên anh cũng nên cẩn trọng vì cô nàng đã chuyển giới trở thành một mỹ nhân xinh đẹp thì cách gọi như vậy sẽ dễ gây tranh cãi.